Rồi cũng rất là lâu rồi, hôm nay cả một năm mấy rồi mình anh em không thấy phục Nova trên thị trường ha. Thì hôm nay mình có về được 20 bộ phục trước Nova hàng zin tháo xe của Thái Lan nha anh em, Honda Thái Lan. Mình mới về được 20 bộ nha. Một bộ nó bao gồm đầy đủ nè, phục nè, chẳng ba nè, bàn thờ nè, cặp tay lái nè. Anh em về gắn vô là nếu mà anh em về gắn cúp 67 CD CL là về gắn như riêng không đủ chế. Còn anh em mà về gắn những dòng xe khác thì phải tự biến tấu rồi tự làm chén cổ này kia để nó phù hợp vô cái xe của mình ha. Đó, mình về được 20 bộ. Thì tất cả này là phục zin tháo xe của Nova Thái về nha anh em. Hàng zin của Honda thì mình bán là mình bao cho anh em là đúng phục Nova zin. Anh em mua về thì đem ra tiệm thay nhớt thay phốt xài. Đó. Thì nói chung là mấy cái đồ này mình bán là đúng đồ zin như mình diễn tả. Tuy thì tất nhiên là đồ theo xe thì nó gọi là phải có lỗi lầm rồi này kia, nó không như nào như mới. Còn anh em mà mua đồ theo xe mà đòi á cặp ti nó phải rồi không có dấu vết, dấu liếm gì hết á thì ok, anh em thêm 500.000 nữa thì mua một bộ ti mới, zin mới vô thì là gọi là đẹp long lanh không tì vết. Mình đây có bán luôn. Còn ở đây mình bán cho anh em với giá là 1.200.000 một bộ. Thì mình sẽ bao cho anh em những gì? Mình bao cho anh em là đúng phục zin, ti zin, đầy đủ đồ như mình nói là phục, bàn thờ, chẳng ba, cặp tay lái. Giá mà hôm nay mình bán á, là mình bán là 1.200.000 một bộ nha anh em. Đó, anh em mua về đem về tự độ chế, tự thay nhớt thay phốt theo ý mình ha. Đó, mình về được 20 bộ. Anh em nào chốt alo mình nha. Phục Nova hôm nay là mình bán 1.200.000 một bộ nha anh em. Đó, 1.200.000 một bộ. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332.